xuống nha đã. Né ra đã, né ra. Hey, yo, em bay đây. Ôi bạn, đúng rồi. Hi Pencil Studio. Tập 88. Thổi 1000 cái bong bóng xếp thành hình đôi cánh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ở mỗi cuối khi mỗi tập phim á, lúc nào bạn cũng nói với các bạn là bạn có rất nhiều những món đồ thú vị, những bộ đồ chơi thú vị sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Thì ngày hôm nay bạn cũng đã chuẩn bị một bộ đồ chơi cực kỳ thú vị luôn. Đó là phát minh mới của Bút Chì đó. Bây giờ để coi bộ đồ chơi này như thế nào thì chúng ta phải 3, 2, 1 hồ tiên. Wow. Wow, nhìn bộ đồ chơi mà có màu vàng với màu tím là em vàng đã đủ thích rồi đó các bạn. Nóng lòng quá. Ở đây có những tờ giấy hướng dẫn nè. Mình sẽ xem tờ giấy hướng dẫn để xem làm thế nào. Ở đây là mình phải có một cái máy nè anh Đỏ. Chiếc máy này, wow, kỳ diệu quá vậy. Đây là bộ đồ chơi Unis. Bộ đồ chơi này dùng để bơm bong bóng đó các bạn. Đây, bây giờ em sẽ lắp chiếc máy này vào. Đó. Wow. Wow, vậy là chúng ta đã lắp ráp xong rồi. Ở đây còn rất là nhiều những đồ hỗ trợ nè anh. Đây là gì vậy ta? Em biết cái này nè. Ở đây là, đây là quả bong bóng nè. Hồi nãy em có coi trong hướng dẫn, các bạn có bao giờ thấy những quả bong bóng như vậy chưa các bạn? Đây, đây là một quả bong bóng đó các bạn. Bong bóng màu vàng nè. Các bạn có bao giờ thấy bong bóng này không các bạn? Quả bong bóng này nếu mà không có chiếc máy thần kỳ này thì chúng ta không bao giờ thổi được. Bây giờ vàng sẽ hướng dẫn cho các bạn bơm bong bóng đầu tiên. Đây là quả bong bóng đầu tiên các bạn. Bây giờ vàng sẽ mở lòng cầu ra, đặt bạn bong bóng vào đây. Đây là một chiếc máy rất quy mô luôn các bạn. Wow. Wow. Anh ơi, em mới mới có được một quả bong bóng đầu tiên nè anh Đã. Bây giờ anh có hồi hộp không? Hồi em hộp. Sẽ mở ra nha. 1 2 3 3 3 Các bạn ơi, đây là quả bong bóng đầu tiên mà bạn đã bơm được nè các bạn. Wow. Trời ơi, cái máy kỳ diệu này á, vàng cảm thấy vàng thật là giỏi á các bạn. Bởi vì đây là những quả bong bóng đặc biệt á. Nếu như mà không có cái máy này thì mình đâu có bơm được đâu. Bây giờ chỉ còn một cái cuối cùng mà thôi. Anh đã nhanh chóng bơm lên cho vàng đi. Được thôi. Mình lấy ra anh ơi. Yay, quả bong bóng cuối cùng cũng xong rồi. Các bạn ơi, các bạn có biết điểm đặc biệt nhất của bong bóng này là ở đâu không? Ở đâu? Đó chính là quả bong bóng này. Ngoài chuyện bơm lên thành những bong bóng như thế này bình thường thì chúng ta còn có thể gắn nhiều thứ vô để làm thành những con vật lạ kỳ nữa đó. Wow. Để minh chứng cho các bạn thấy lời của vàng, ngay bây giờ vàng và anh đã sẽ bắt đầu nặn những con vật ngay nè. Vậy chúng ta hãy thi đi. Mình nặn con vật coi con vật nào đẹp hơn. Dạ, dạ em đồng ý luôn. Vậy bây giờ mình bắt đầu thôi. Các bạn ơi, như vậy là bản dịch của vàng đã xong rồi.
hết rồi. Bạn gấu của anh Đỏ còn chưa xong nữa. Anh Đỏ phải làm nhanh thôi. Bạn dịch của em xong rồi, em đã sẵn sàng để tỉ thí rồi đó. Trong khi chờ anh Đỏ thì Vàng sẽ làm thêm một vài bạn nữa. Là những chiến binh trong team Vàng. Đây là bạn vịt vàng và đây là bạn sâu róm. Bạn sâu róm rất dài luôn nè các bạn. À, còn đây là chiến binh trong team anh Đỏ. Team anh Đỏ gồm có bạn gấu hồng và nàng tiên cá. Sao cái miệng của bạn gấu hồng kỳ quá vậy anh Đỏ? Oh no. Cái miệng của bạn, bạn gấu kỳ quá vậy, sao bạn ăn được? À, không sao không được. Nhìn là thấy không thể nào có đủ sức để so bì với lại team vàng, với chiến binh vịt vàng và sâu róm được rồi. Vậy là team vàng ăn chắc rồi. Không hề, không hề. À, vịt vàng của bạn làm gì biết bơi, còn nàng tiên cá của anh Đỏ nè. Vịt thì phải biết bơi chứ. Các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy bình chọn đi. Đâu là team mà các bạn thích? Team vịt vàng và team sâu róm hay là team chú gấu của anh Đỏ và team nàng tiên cá? Các bạn ơi, nhìn là biết các bạn sẽ ủng hộ team vàng rồi. Team vàng, team vàng, team vàng. Team anh Đỏ, team anh Đỏ, team anh Đỏ. Bạn nào mà bình chọn cho anh Đỏ nhiều anh Đỏ hả, chịu khó ngồi đọc comment lắm hả. Anh Đỏ thấy ai bình chọn nhiều anh Đỏ cho luôn. Trời ơi, các bạn ơi, Vàng đã làm được một bạn vịt vàng và một bạn sâu róm. Còn anh Đỏ thì làm một bạn gấu, một bạn nàng tiên cá từ những quả bong bóng. Trước giờ mình cứ nghĩ bong bóng là chỉ có bơm lên xong rồi chơi vậy thôi, nhưng không ngờ là nó lại làm được nhiều thứ đến như vậy. Ngày hôm nay thì Vàng cảm thấy mình giống như một nghệ nhân vậy đó. Làm bong bóng đẹp ơi là đẹp luôn. Anh Đỏ cũng thấy vậy luôn. Các bạn có bao giờ chơi bong bóng giống như vậy chưa? Nếu như có rồi thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới cho Vàng biết nha. Nhưng mà Vàng nghĩ là với những quả bong bóng mini như thế này thì ngoài việc chúng ta làm những bạn sâu róm và những bạn vịt nhỏ thì mình còn có thể làm được cả một công trình to bự khác đó các bạn. To bự luôn. Đúng rồi. Như là Vàng thì Vàng nghĩ Vàng sẽ làm một đôi cánh thiên thần. Wow. Còn anh Đỏ, anh Đỏ muốn làm gì? Bây giờ anh Đỏ sẽ bong bóng lên, anh Đỏ là một cái kiếm. Một thanh kiếm hả? Ừ. Vậy là anh Đỏ hay làm thanh kiếm qua Đỏ, còn em Vàng làm đôi cánh thiên thần. Mình sẽ cùng đi chơi với nhau. Được thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Yeah. Wow. Từ bây giờ là Vàng đã có cánh rồi. Vàng bay từ trên. Chàng. Anh Đỏ. Chàng. Anh Đỏ, anh Đỏ né ra cho Vàng bay xuống đi. Ờ. Vàng có cánh rồi mà. Yay. Thích quá đi. Anh Đỏ có thích cái kiếm của anh Đỏ không? Có chứ, có chứ. Các bạn ơi, các bạn thấy bộ đồ chơi là bong bóng này của Vàng và anh Đỏ có hay không? Bạn vừa có thể làm hình những con vật nè, anh Đỏ thì làm được nguyên một thanh kiếm luôn. Đúng vậy. Còn Vàng thì ta-da! Có cả một bộ cánh bự là bự. Bây giờ bạn có thể bay đi khắp mọi nơi. Các bạn có thích bộ đồ chơi này giống như Vàng và anh Đỏ không? Sắp tới hả, Vàng còn có nhiều bộ đồ chơi thú vị hơn như vậy nữa chia sẻ cùng các bạn đó. Vì vậy nên là các bạn hãy nhớ để lại comment cho tụi mình biết nha. Ngoài ra đừng quên subscribe kênh Hai Pencil Studio và liên hệ với tụi mình qua trang Facebook Gia Đình Bút Chì. Các bạn có thể gửi thử thách về và tụi mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tụi mình đi chơi đây. Yes. Anh Đỏ ơi, bây giờ em sẽ bay xuống nha anh Đỏ. Né ra anh Đỏ, né.